Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Mộc Miên ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin vấn an sức khỏe của thầy ạ. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con được hiểu hơn về chủ đề thập nhị nhân duyên. Trong 12 nhân duyên, mắt xích nào là quan trọng nhất và bỏ mắt xích nào thì sẽ cắt đứt được tiến trình duyên khởi ạ. Con xin tri ân thầy nhiều ạ. Trong 12 nhân duyên thì vô minh hành đó là hai cái mắt xích ở quá khứ, đó là nhân, hai cái nhân ở quá khứ nó sinh ra cái quả ở hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thì đấy là cái nhân, cái mắt xích ở quá khứ liên hệ đến hiện tại là vô minh, và hành là quá khứ này liên hệ đến hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Rồi là cái nhân ở hiện tại đó là ái, thủ, hữu, là cái nhân ở hiện tại nó sinh ra cái quả ở tương lai, đó là sinh, não, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não ở trong tương lai. Thì để mà đoạn trừ được những cái mắt xích của các cái pháp duyên khởi đó thì tất cả những cái pháp tu tập mà trong cái giáo pháp của Đức Phật đều hướng đến là phát triển cái trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó là đối trị thẳng vào cái vô minh. Trí tuệ thì tất cả những văn tuệ, như một cái người mà mình nghe pháp là mình cũng đã giảm bớt đi được một phần vô minh. Cái người gọi là vô văn phàm phu, cái do không được nghe giáo pháp, các bậc thánh không tu tập pháp các bậc thánh ấy, thì cái người đấy cái vô minh nó rất là lớn. Khi mà tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh gì, vì đó cũng tiếp xúc với một cái sự ảo tưởng, chấp là có thường lạc ngã tịnh, cho nên là cái sự tham ái và chấp thủ rất là mạnh mẽ cường liệt. Còn với một cái người mà có cái sự hiểu biết trên cái khái niệm, trên tri kiến thôi, trên pháp tục đế thôi, mọi thứ là vô thường, khổ, vô ngã thôi, thì cái lúc đấy những cái tâm tham ái nó cũng đã giảm bớt đi được một phần rồi. Vô minh nó đã giảm bớt đi được một phần rồi. Vô minh giảm bớt thì tham ái nó giảm bớt. Tham ái giảm bớt thì chấp thủ nó cũng sẽ giảm bớt đi. Thế nên là trong cái sự tu tập là như thế. Nên là đôi khi Đức Phật luôn luôn hướng đến cái sự gọi là phát triển trí tuệ. Nhưng mà đúng cũng có đôi khi Đức Phật cũng luôn luôn hướng đến cái sự gọi là tu tập là đoạn trừ được tham ái. Thì tham ái nó cũng đấy, nó cũng là một cái mắt xích. Ví dụ như là trong tứ diệu đế thì gọi là khổ đế, và tập đế. Khổ là cái sinh già bệnh chết, khổ sầu bi khổ ưu não khổ, còn tập đế đó là tham ái. Vậy một cái người mà có thể đoạn trừ được tham ái cũng là đoạn trừ được khổ. Thì một cái người mà đoạn trừ được tham ái cũng là một cái mắt xích mà để phá vỡ được cả 12 cái nhân duyên này. Nên là trong tất cả những cái pháp mình tu tập đưa hướng đến cái sự ni tham. Ni tham là cái pháp cũng đưa đến Niết Bàn, cũng có thể giác ngộ được chân lý. Vậy thì cứ tu tập làm sao mà nhớ đến mỗi một cái ngày cái tâm tham dục của mình nó phải bớt đi. Tham ái mình nó phải bớt đi. Tham ái nó bớt thì chấp thủ nó không bớt. Mà tham ái nó bớt là phải dùng cái trí tuệ mới đoạn trừ được tham ái. À, mình phải có cái sự tác ý chân chánh, không khởi lên những cái ảo tưởng, mà cái ảo tưởng đấy chính là vô minh. Có cái trí tuệ thì mới đoạn trừ được tham ái. Vậy thì cái mục tiêu của mình tu tập để hướng đến đoạn trừ những cái tham dục, đoạn trừ những cái tham ái đó, thì đó cũng là một trong những cái mắt xích mà mình có thể phá vỡ được được cái ràng buộc của cái mắt xích 12 nhân duyên này. Thì đấy cũng là một gái mà ái này nó sinh ra từ cái gì, sinh ra từ cái cảm thọ. Cho nên là đôi khi một cái người luôn luôn hướng đến quan sát cái sự cảm thọ, khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất khả, lạc thọ ấy, đôi khi cứ quán nó là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thì cho nên là có những cái người, người ta cứ chú trọng và người ta quán những cái cảm thọ do mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cảnh sắc thanh hương vị xúc ấy, nó là vô thường, khổ, vô ngã, rồi cũng đoạn trừ được cái mắt xích 12 nhân duyên đó. Có những người thì tu tập bằng cái cách nó là tu túc các căn, bởi vì là cảm thọ nó sinh ra nó về do các căn tiếp xúc với các trần cảnh, cho nên là khi mà tu túc các căn
thì nó cũng làm cho cái làm chủ được cái cảm thọ này. Thì nó có rất là nhiều cái cách để mà đoạn trừ được trong pháp 12 nhân duyên, nhưng mà tất cả những cái cách nào thì cũng đều là lấy trí tuệ làm đầu hết, đi đầu hết. Mà trong đó trí tuệ thì là nó đối trị thẳng với cái vô minh, là vô minh thì nó đi là giống như bóng tối, mà trí tuệ như ánh sáng. Thì trí tuệ có ánh sáng mà khởi lên thì sẽ xua tan bóng tối, cũng vậy trí tuệ khởi lên thì vô minh sẽ đoạn trừ. Khi mà vô minh đoạn trừ thì hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh não tử giải thiết sầu bi khổ ưu não cũng được đoạn trừ. Vậy thì trí tuệ càng mạnh bao nhiêu thì vô minh càng suy yếu bấy nhiêu, vô minh suy yếu bao nhiêu thì cái dòng tái sinh luân hồi cứ giảm bớt đi bấy nhiêu. Cho nên là trong tất cả cái quá trình tu tập đều là để phát triển trí tuệ. Văn tuệ nó đã đoạn trừ được một phần vô minh rồi, tư tuệ thực hành các cái pháp thiền chỉ nó cũng đã giảm bớt đi phần vô minh, đến tu tuệ thực hành đến các pháp thiền vipassana, các cái pháp thiền tuệ để thấy ra những cái pháp chân đế, thấy được cái duyên khởi của nó, thấy được cái tính sinh diệt của nó, hiểu ra cái sự vô thường của vô ngã của nó nữa, thì lúc đấy sẽ đoạn trừ được vô minh một cách hoàn toàn. Thì lúc đấy trí tuệ đạt đến cái sự giác ngộ, thấy sự thật một cách hoàn toàn, thì cả 12 cái mắt xích duyên khởi đấy đều tan biến hết, nhờ cái trí tuệ đã trở nên hoàn toàn tuyệt đối. Vậy thì trong cái quá trình tu tập thì cứ chú trọng phát triển trí tuệ là được. Phát triển làm sao cho trí tuệ của ngày mỗi ngày mình giác ngộ cao hơn, mình thấy có sự thật nhiều hơn. Thì đấy là cái cách mình đối trị thẳng với cái gốc rễ của cái vô minh đó. Sẽ đoạn trừ được cái vòng tái sinh của cái mắt xích 12 duyên khởi đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Anh ạ. Dạ, con thưa sư, con học Pháp thì hiểu, nhưng hành Pháp thì chưa được thực sự tốt. Được như việc học, có những việc xảy ra mà khiến con có cảm xúc hay hành động, lời nói tiêu cực thì con có xu hướng phản ứng chậm. Nghĩa là con chưa thể có phản ứng đúng ngay từ đầu, mà sau đó mới nhận ra mình đã phản ứng tiêu cực. Kính mong sư cho con lời khuyên phải làm gì để cải thiện được việc thực hành Pháp ạ. Con xin tri ân, cảm ơn sư ạ. Nếu như mình chú trọng về pháp học nhiều thì do mình chưa tu tập, chưa làm chủ được cái tâm, cho nên là nó sẽ còn những cái phản ứng tiêu cực. Thì thường thường những cái phản ứng tiêu cực đó xong rồi mình hay khởi lên cái tâm hối hận. Nên là mình đã có những cái phản ứng đó giống như là mình đã sân lên một cái chuyện rất là nhỏ, rất là bình thường thôi, mà có thể là lúc đấy mình đã khởi lên một cái tâm sân hay bất mãn. Sau đó nghĩ lại, cảm thấy bất an, cảm thấy hối hận. Thì đúng là cái đấy là cái sự thiếu hụt về cái sự công phu tu tập về nội tâm. Có thể là mình hiểu Pháp thì hiểu rất cao, có thể học rất là nhiều, học rất là chuyên sâu, nhưng mà chưa có cái công phu thực hành và mình chưa có biết được cái căn tánh của mình phải biết căn tánh của mình nó nặng về cái tâm gì. Ví dụ như là mình thường xuyên biết rằng mình có cái tánh tham nó nặng, hay là tánh sân nó nặng, hay là cái tánh si nó nặng, hay thì mình biết được và mình thực hành một cái pháp thiền nào đấy nó rất là phù hợp với cái căn tánh của mình, thì một thời gian dài sau mình mới làm chủ được tâm, thì sau này cái tâm nó mới có được cái sự điển tĩnh. Khi nào mình đạt được một cái nhất tâm cao được, như là cái người đó mà có cái tánh sân thì mình thấy là khi mình phản ứng gì đó mình hay khởi lên những cái bất mãn hay khởi lên cái sân hận ấy, thì phải thực hành thiền tâm từ một thời gian rất là dài, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì thành cho đến khi nó nhu nhuyễn, cho đến khi cái nội tâm của mình nó thuần thục, cho đến khi những cái tâm sân đó nó đã được hoàn toàn điều phục, được hoàn toàn chế ngự đi rồi, thì sau này nó mới không phản ứng lại một cách mau nẹ như thế. Mình còn phản ứng một cách những cái tâm tiêu cực mà nó phản ứng một cách rất là mau nẹ, nó ngoài cái ý thức, ngoài cái sự kiềm chế của mình như vậy. Đấy cũng là một cái tập khí nó rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi, hoặc là rất là nhiều lâu năm rồi mình chưa có cái sự điều chỉnh nó, chưa có sự chế ngự, chưa có cái sự loại bỏ nó, thì bây giờ mình cần phải thực hành nó. Mình chỉ cần mình cứ hối hận suy xét không, như vậy cũng không có lợi ích gì, mà mình cần phải có cái sự công phu.
có sự công phu thực hành bằng cái pháp là rải cái tâm từ thường xuyên hàng ngày, chứ không phải mình cứ chờ đến lúc nào nó khởi lên tâm sân mình mới rải tâm từ, mà hàng ngày mình luôn luôn thực hành thì dần dần mới làm chủ được tâm. Hay là một cái người có cái tâm tham dục nó mạnh thì phải luôn luôn hành cái pháp quán về bất tịnh, thực hành liên tục như vậy một thời gian dài, chứ không phải là cứ chờ đến lúc nó khởi lên những cái phiền não đấy mình mới quán, mà lúc nào cũng quán, ngay cả cái lúc nó không có những cái tâm đó mà mình vẫn luôn 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 quán như thế. Hoặc là mình thực hành một cái pháp thiền như thiền hơi thở, nó cũng đối trị lại, nó cũng đạt đến vô tham, vô sân, vô si. Và cái công phu đó phải được thực hành miên mật, đều đặn thường xuyên hàng ngày thì dần dần mới làm chủ được cái tâm. Còn chỉ có học pháp suy xét, pháp mình không áp dụng vào thực hành thì mình vẫn không làm chủ được nội tâm là như vậy. Dù có học bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng thế, không có công phu thực hành thì đến lúc nhờ đối với các cái cảnh tâm nó vẫn cứ dao động như vậy. Nên là cái con đường tu tập là làm sao khi mà mình đối cảnh mà nó đạt được cái sự vô tâm ấy, thì cần phải có một cái nội tâm về thiền chỉ và thiền quán sâu dài mạnh mẽ cơ. Và khi mà mình có được cái chút định tĩnh gì rồi, mình quán sát đến cái sự sinh diệt của các cái pháp hữu vi này thì nó mới giác ngộ, nó mới quán, nó mới mạnh mẽ được. Thì lúc đấy nó dần dần nó mới làm chủ được tâm, thì nó mới không khởi lên những suy nghĩ tiêu cực đó nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp Tín ạ. Dạ, con kính bạch sư, thưa sư, sư cho con hỏi tám chi trong bát chánh đạo có sự khác biệt về mức độ quan trọng không ạ? Nếu có, xin sư chỉ giúp cho con thứ tự của tám chi ạ. Chi trong bát chánh đạo thì đương nhiên là chánh chi kiến là quan trọng nhất rồi. Nên là Đức Phật đã xếp chánh chi kiến lên là đầu tiên mà. Mà chánh chi kiến chính là chánh trí, tức là cái trí tuệ chân chánh thấy ra các cái sự thật, thì cho nên được gọi là chánh kiến. Thì mà cái mức độ của trí tuệ cũng có cao thấp khác nhau, chánh kiến cũng có cao thấp khác nhau. Như là một cái người đó phải có trí tuệ, tức là phải có chánh kiến, thì vị đấy có sẽ mới có được chánh tư duy. Là nếu như mà mình có nghe được một cái câu pháp nào đó thì lúc đấy mình mới suy nghĩ về cái câu pháp đó, cái tâm mình nó mới thường xuyên nó hướng về những cái câu pháp đó. Để tránh tư duy là cái tâm sự tầm, tầm nó cứ hướng về. Do mình có đối tượng thì nó mới hướng về, tức là mình phải thọ trì, phải tiếp nhận một cái pháp nào đó. Như hôm nay mình đi nghe giảng pháp mà có ai đó giảng về cái pháp gọi là tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì trong khi nghe pháp mình đã có chánh kiến rồi, và sau khi nghe pháp mình sẽ có chánh tư duy. Đó là sau đó cái tâm của mình nó cứ hướng về những cái pháp đó để tu tập niệm thân thọ tâm pháp đó. Thì đó là do mình có chánh kiến thì mình có chánh tư duy. Có chánh tư duy thì sẽ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đây là cái sự giữ giới ở thân khẩu ý, mình không tạo những cái lỗi lầm nữa. Do mình có suy nghĩ rồi, cho nên là mình mới làm chủ những cái lời nói bất thiện mình không nói, mình nói những lời chân chánh. Mình làm chủ cái hành động, mình không hành động những cái điều xấu, mình hành động những điều tốt. Thì đấy là do mình có chánh tư duy mới có được cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tức là mình có nghe pháp, có thọ trì pháp do mình có chánh kiến, chánh tư duy đó, mình mới giữ giới. Chứ còn một cái người mà người ta chưa từng nghe pháp, chưa từng có ai dạy bảo gì thì đâu người ta đó có biết giữ giới. Thì cái người mà được giữ giới là do có cái người giảng dạy, có cái người khuyên bảo là hãy giữ giới thì được lợi ích, được công đức lắm. Vậy thì cái lúc mà được nghe giảng dạy, được nghe cái sự giáo huấn đó là đã có chánh kiến rồi, mình suy nghĩ đến cái lợi ích của nó rồi mình chấp nhận điều đó, thì bắt đầu mình mới thọ trì những cái pháp về giữ giới. Rồi sau đó mình mới phát triển được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi bắt đầu mình mới thực hành những cái pháp thiền định này, cũng là nhờ chánh kiến, tức là phải có trí tuệ mình biết là thực hành thiền định là mang lại lợi ích, những công đức như thế. Chứ còn một cái người mà không có trí tuệ, không được nghe pháp, không có ai giảng dạy cho, thì làm gì cái người đấy tự nhiên mà đi hành thiền định. Vậy thì cũng là có cái trí tuệ đi đằng đầu, thì lúc đấy mình mới thực hành giới, mới thực hành thiền định. Rồi khi mình thực hành giới viên mãn, định viên mãn, nó lại làm cho cái chánh kiến nó trở nên viên mãn. Lúc đầu thì cái chánh kiến là cái trí tuệ đó, nó chỉ khởi lên ở cái mức độ thấp thôi, đã thúc đẩy cho mình thực hành những cái pháp về giữ giới và thực hành thiền định rồi.
khi mình giữ giới và thực hành thiền định một cách thâm sâu mạnh mẽ lên rồi, thì lúc đấy mình lại phát triển được cái trí tuệ đó cao hơn một bước nữa, làm cho cái trí tuệ lại trở nên viên mãn hơn nữa. Ví dụ nhờ thực hành thiền định đó, cho nên là mình lại phát triển được trí tuệ, đó là mình phân tích ra được những cái sắc pháp, sắc uẩn, là thọ tưởng hành thức, cái danh uẩn, để phân thấy được cái những cái nhân duyên sinh diệt, những cái nhân duyên mà nó sinh ra năm uẩn này, thấy được những cái pháp duyên khởi do vô minh, duyên hành thức, danh sắc lục nhập đấy, phúc thọ ái tuổi hữu sinh, não tử già chết sầu bi khổ yêu não, rồi mình lại thấy được cái tính diệt vi của nó do vô minh diệt, hành diệt, thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái tuổi hữu sinh, não tử già chết sầu bi khổ yêu não diệt, thì thấy được cái tính sinh diệt của nó lại là một cái mức độ của chánh kiến cao hơn nữa, rồi thấy được sự vô thường của vô ngã, sự diệt tận của cái thân nam muộn đấy nữa. Thì đấy là nhờ cái có cái chánh kiến, chánh tư duy nên là có cái trí tuệ, nên là mình mới có giới được viên mãn, định viên mãn, thì nó lại làm cho tuệ viên mãn. Khi tuệ của mình đã giác ngộ ra các cái sự thật một cách viên mãn rồi, thì lúc đấy lại làm cho giới được viên mãn, trở thành vô học giới uẩn, lại làm cho định được viên mãn, trở thành vô học định uẩn, và lại làm cho tuệ được viên mãn, trở thành vô học tuệ uẩn. Thì bát chánh đạo cũng chính là giới định tuệ. Thì cứ cái chi này lại hỗ trợ cho cái chi kia, tức là cứ có chánh kiến, có chánh tư duy, thì có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì phải có tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì lại làm viên mãn hoàn hảo, nên chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến, tính tư duy viên mãn hoàn hảo rồi, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định lại cũng viên mãn hoàn hảo theo. Thì đấy là các cái chi pháp của bát chánh đạo, là luôn luôn có cái sự hỗ trợ lẫn nhau, tương quan lẫn nhau như vậy, giống như cái kiềng phải có ba chân để hỗ trợ cho nhau, cùng giúp nhau đứng vững một cách hoàn hảo. Thì các cái chi của bát chánh đạo cũng thế, cứ chi này lại hỗ trợ cho chi kia, rồi cùng đi đến cái sự hoàn hảo. Như là một cái xe cần có cái bánh xe, cần phải có bánh bên này, cũng phải có bánh kia, như con chim phải có hai cánh, bên này hỗ trợ cánh bên kia thì mới có thể bay lên được. Như vậy bát chánh đạo cũng thế, cần phải có đầy đủ các chi như vậy hỗ trợ nhau thì mới có thể đi đến giải thoát. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đinh Hiệp ạ. Dạ con kính bạch sư, thưa sư, lúc con thiền niệm hơi thở, do tâm nó quen với việc theo dõi hơi thở nên nó vừa theo dõi nó vừa nghĩ việc khác được, con xin sư chỉ lúc cách khắc phục ạ. Trong cái lúc mà đang chú tâm hành thiền, đôi khi tâm nó vẫn suy nghĩ lan man một vài thứ, mà trong cái lúc suy nghĩ lan man một vài thứ đấy, nó vẫn thấy được hơi thở vào ra, thì cái mức độ chánh niệm đó nó cũng chưa đến mức quá yếu, nhưng mà mình cũng không được để cho nó suy nghĩ một cái gì đó quá nâu. Cứ để cho nó suy nghĩ một vài những cái về công việc đó, nó suy nghĩ một chút thôi mà nó không ảnh hưởng gì đến cái việc nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, mình biết rõ ràng. Nó vào nhanh ra nhanh mình biết, nó vào chậm ra chậm mình cũng biết, bắt đầu đi vào, đang đi vào, kết thúc đi vào cũng biết, bắt đầu đi ra, đang ra, kết thúc đi ra cũng biết, biết về toàn thân hơi thở. Như vậy thì là được, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn khởi lên những cái suy nghĩ một cách vi tế, những cái suy nghĩ đó nó mơ hồ thôi, thì cũng không ảnh hưởng gì. Thế là thỉnh thoảng mình cũng nhắc nhở cái tâm hãy buông bỏ những cái suy nghĩ đó, chánh niệm trên hơi thở vào ra. Thế là thỉnh thoảng mình tác ý để buông xả nó, để cắt nó đi, chứ mình không được để cho cái suy nghĩ nan man đấy nó khởi trên một cái gì đó quá lâu, quá liên tục, bởi vì nó cứ nghĩ đến một cái gì đó lâu thì cái suy nghĩ đấy nó sẽ mạnh lên và nó sẽ lấn át mất suy nghĩ khác. Như là mình nghĩ về hơi thở liên tục thì cái chánh niệm trên hơi thở đấy nó duy trì lâu và nó mạnh lên, nên nó lấn át những cái tạp niệm khác. Nếu như mình để cho một cái tạp niệm đấy nó suy nghĩ liên tục lâu thì nó mạnh lên và nó sẽ lấn át mất cái chánh niệm về hơi thở này. Nên là còn nó khi mình dứt cái suy nghĩ này một lúc sau nó lại khởi lên một suy nghĩ khác, rồi mình khi mà để cho nó khởi lên một lúc nó chưa mạnh thì cứ mặc kệ nó. Là nếu như lúc đầu nó hơi nan man, nó nghĩ đến một cái gì đó một chút xíu thì cứ mặc kệ nó, nhưng mà mình thấy rằng là có cái sự cuốn hút vào cái suy nghĩ đấy một chút rồi thì lại phải buông nó đi, thì lại buông nó đi và quay trở về với hơi thở. Mặc dù mình quay về với hơi thở
thì một lúc sau nó lại khởi lên một suy nghĩ khác nữa, rồi cũng như thế, nó mới khởi lên một chút thì mặc kệ nó, mà thấy nó khởi lên nhiều nhiều mạnh hơn một chút thì lại buông nó đi, thì nó lại khởi lên suy nghĩ khác. Tức là mình đừng để cho một cái suy nghĩ nào đó nó liên tục quá, nó lâu dài quá, đừng để cho nó mạnh nên để đừng để cho nó lấn át mất cái chánh niệm về cái phát triển của mình là được. Chứ còn cũng không đòi hỏi, không nhất thiết đó là nó phải tuyệt đối không khởi lên một chút vọng tưởng nào. Thế trong lúc bây giờ mình đang mới tập, chưa thể làm được điều đó. Cái điều đó còn khi nào mình tập dần dần rồi, khi nào mình đạt được cái định rất là sâu rồi, thì mới đạt được cái điều đó. Còn bây giờ mới tập, mình chỉ cần giảm bớt đi được không? Cần giảm bớt những suy nghĩ đấy đi thôi. Mình đừng để cho một cái suy nghĩ nào nó quá mạnh là được rồi. Chứ còn chưa cần là phải dứt nó tuyệt đối 100% hết. Nó khởi lên một chút thì cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phải cắt nó đi là được rồi. Và mình đừng có cảm thấy bị bấn loạn, bị bất an, bị căng thẳng với những cái tạp niệm đó. Đó là chuyện rất bình thường. Thế là mình còn nhận biết được hơi thở vào ra thì là chưa bị gián đoạn hoàn toàn, thì vẫn phát triển được chánh niệm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hải Hà. Dạ, con kính bạch sư, thưa sư cho con hỏi cõi Diêm Phù Đề là cõi nào ạ? Và núi Tu Li thì có thật không ạ? Và nó ở đâu ạ? Cõi Diêm Phù Đề, trong kinh Đức Phật hay nói đến cõi Diêm Phù Đề. Cõi Diêm Phù Đề ở đây là Đức Phật chỉ cho cái cõi đấy là cõi trung tâm của cái cõi Ta Bà, hay là cái cõi đấy là cái cõi mà chịu ảnh hưởng bởi một cái văn hóa của bên Ấn Độ, hay là nói chung là cái cõi Diêm Phù Đề là những cái quốc gia thuộc về Ấn Độ cổ thời xưa. Nó mặc dù là cái thời đó là cái cõi Diêm Phù Đề cũng chia ra thành rất nhiều quốc gia, hàng mấy chục đất nước ấy, nhưng mà đều có chung một cái văn hóa. Đó là chung một cái văn hóa của các cái kinh Vệ Đà, mà đều là thuộc cái văn hóa của Ấn Độ cổ ấy. Và cái cõi cũng là cái trung tâm của cõi Ta Bà, mà tất cả các đức Phật đều ra đời ở cái cõi đó, đều ra đời ở cõi Diêm Phù Đề đó. Nên là Đức Phật trong kinh thường hay nói đến cái cõi Diêm Phù Đề, thì có thể hiểu chung chung là như vậy. Đó là cái cõi nó thuộc về cái đất nước Ấn Độ thời bây giờ, và những cái nước mà có cái sự chịu ảnh hưởng bởi văn hóa của Ấn Độ, là trung tâm Ấn Độ và những cái nước xung quanh đó, có cái sự ảnh hưởng của những cái văn hóa của người Ấn Độ. Thì đấy nó cõi Diêm Phù Đề. Còn trong kinh thì Đức Phật cũng nhiều lúc hay nói đến núi Tu Di. Núi Tu Di là núi Chúa, Tu Di là cái trung tâm của cái thế gian. Thì ở núi Tu Di sẽ có bốn mặt và có bốn châu thiên hạ ở bốn bên. Thế là có cõi Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Nô Châu và Tây Nghiêu Hóa Châu. Thì cái cõi mình đang ở đây và có Đức Phật ra đời đây, và những cái cõi mình có thể thấy và tiếp xúc được ở đây được gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Thì nó là ở hướng Nam của núi Tu Di. Hướng Nam của núi Tu Di thì núi Tu Di nằm ở trung tâm của cái thế giới này. Và ở dưới chân núi Tu Di là có các cái cõi, bốn cái châu thiên hạ đó. Và ở trên lưng chừng núi Tu Di là cái cõi Tứ Đại Thiên Vương. Và trên đỉnh núi Tu Di là cõi Đao Nợ Thiên, là cõi trời Đao Nợ. Thì của núi Tu Di là như thế. Từ ở dưới nhân gian này mà cao đến tận cõi trời Đao Nợ. Nhưng mà núi Tu Di này thì không, bằng cái mắt thường của một người bình thường thì không nhìn thấy. Tức là cái là một cái núi Chúa lớn nhất ở trong thế gian, nhưng mà chỉ có thiên nhãn mới thấy. Tức là những cái ai mà phát triển được thiên nhãn thì mới thấy được núi Tu Di. Cũng như là ở cõi nhân loại mình có bốn châu thiên hạ, nhưng mà mình chỉ thấy được con người sống ở trên một cái quả đất này gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Nhưng mà còn những cái con người cũng là cõi người, nhưng mà người ta sinh sống ở cõi Tây Nghiêu Quá Châu, Bắc Câu Nô Châu và Đông Thắng Thần Châu ấy, cũng có những chúng sinh cũng là những con người. Ở đây người ta cũng có một cái văn hóa khác, nó khác với cái văn hóa con người như ở mình. Thậm chí là cái hình dáng thân thể
cũng có khác nhau một chút. Như ở cõi Nam Thiện Bội Châu mình có cái quả địa cầu này, nó có hình tròn, cho nên là cái mặt người cũng hình tròn, giống như quả địa cầu này. Còn ở cõi Bắc Câu Nô Châu thì có cái ở cái đấy cái quả địa cầu hình vuông, cho nên là cái mặt người ở bên đấy cũng có hình vuông, giống giống như là cái na ná như cái quả địa cầu. Còn có cái cõi Đông Thắng Thần Châu thì cái quả mặt người ở cái cõi đấy giống như hình trăng khuyết, thì cái mặt người cũng giống tựa tựa như vậy. Thì những cái cõi đấy như Đức Phật hay là các bậc A-la-hán thì có thể đi đến các cõi đấy được, nhưng mà những cái người bình thường, phàm phu bình thường không đi đến cõi ấy được. Như Đức Phật vẫn thường xuyên đi đến cõi Bắc Câu Nô Châu khất thực được, thì trong những cái cõi bốn cái cõi châu thiên hạ thì có một cái cõi mà con người thánh thiện nhất, đó là cõi Bắc Câu Nô Châu. Cái cõi này là người ta sinh ra, người ta giữ năm giới một cách tự nhiên, không ai làm những cái điều ác bất thiện. Và cái cõi này người ta sống một cách nó không có chấp thủ mọi cái, người sống như cái kiểu là người ta sống không có chấp, đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Người ta không có cái sự chiến tranh, không có đấu tranh, không cạnh tranh nhau. Người ta giữ năm giới một cách rất là tự nhiên, cho nên là những cái chúng sinh ở cõi đấy khi chết người ta không có ai phải đọa vào các đọa xứ địa ngục hay quỷ súc sinh, mà người ta sẽ sinh lại làm người hoặc sinh thiên giới hết. Trong bốn cõi châu thiên hạ thì có cái cõi Bắc Châu, Nội Châu rất là thánh thiện như vậy. Và những chúng sinh có thể tái sinh luân hồi, luân chuyển ở trong bốn cõi này là cõi bình thường. Có thể có những chúng sinh chết ở đây vẫn sinh về những cõi động, Bắc Câu Nô Châu, Đông Thắng Thần Châu và Nam Thiện Bội Châu này. Thì núi Tu Di là ở giữa. Nhưng mà cái con người bình thường mình chỉ tiếp xúc được với một cái cõi, nên là cõi Nam Thiện Bội Châu mình chỉ tiếp xúc được với nhau thôi. Thì trừ những bậc có những cái thần thông rất là quảng đại như Đức Phật hay các ngài Mục Kiền Liên, hay là những cái bậc có cái thần túc thông thì có thể du hành đến những cái cõi đó được, hay là có thiên nhãn thì mới thấy được núi Tu Di và thấy được các cái cõi sống đó. Còn những người không có thiên nhãn thì không thấy được, bằng những cái phương tiện máy móc công cụ hiện đại mình cũng không bao giờ thấy được núi Tu Di. Thì núi Tu Di thì chỉ có thể thấy được khi nào một người tu tập mà chứng đắc được thiên nhãn, và mới có thể thấy được bốn châu thiên hạ, bốn cái cõi sống khác nhau ở núi Tu Di đó. Thì nên là trong kinh Đức Phật nói rất nhiều về núi Tu Di, mà không ai biết núi Tu Di ở đâu là vậy. Bởi vì muốn biết được núi Tu Di, muốn thấy được núi Tu Di thì phải tu chứng đắc được thiên nhãn trí thì mới thấy được, không có thiên nhãn trí thì không thể thấy được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp tục của hành giả Hải Hà. Dạ, con bạch sư, Đức Phật ra đời Ấn Độ, tại sao ngày nay Ấn Độ lại không có đạo Phật ạ? Đức Phật ra đời độ Hoàng Pháp ở Ấn Độ, truyền bá đạo Phật đầu tiên là ở Ấn Độ, thì trải qua tới hơn 1.000 năm đầu, đạo Phật rất là hưng thịnh ở đất nước Ấn Độ đấy. Thì có khoảng từ thế kỷ thứ 13, 14 mà đi, thì bắt đầu lúc đấy đạo Phật mới suy tàn dần dần, là do bên Ấn Độ có những cái cuộc chiến tranh quá lớn, các cái đất nước các cái nước khác người ta sang xâm lược Ấn Độ, mà trong đó nhất là những cái nước có đạo hồi giáo sang xâm lược Ấn Độ. Và cái nguyên tắc của đạo hồi là khi xâm lược đến bất cứ một cái quốc gia nào, xâm lược được một quốc gia nào thì người ta sẽ tiêu diệt cái tôn giáo ở trên cái đất nước đấy, và truyền bá đất nước đấy phải thuần theo một cái tôn giáo là đạo hồi. Cho nên là khi đạo Phật đời xưa là cũng truyền bá đi rất nhiều nước, như là Indonesia, Malaysia hay là các cái nước Đông Á, Tây Á, đều là lúc đầu mà chưa có đạo hồi thì đều là những đất nước, là những quốc gia Phật giáo, nhất là Phật giáo Nguyên Thủy đều phát triển ở những cái nước Đông Á, Tây Á, Nam Á này. Nhưng mà về sau này khi đạo hồi cứ đánh đến đâu thì đạo hồi sẽ tiêu diệt đạo Phật đến đấy và sẽ truyền bá đạo hồi đến đấy. Thì khi đạo hồi xâm lược sang Ấn Độ cũng thế, thì cũng sẽ tiêu diệt đạo Phật, là đạo rất dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương một cái là tinh thần của đạo Phật nó không có đấu tranh, không có kháng cự, không có chiến đấu nặng. Như là khi mà có một cái đội quân xâm lược thì đạo Phật không có chủ trương là kêu gọi thánh chiến, không có chủ trương là kháng cự nữa.
Và cái việc muốn xóa sổ với tôn giáo như đạo Phật thì chỉ cần xóa sổ người tu đi thôi. Tức là người ta chỉ cần diệt người tu, diệt kinh sách, diệt các cái ngôi chùa đi cái là hết. Rất là dễ dàng. Thì ở bên Ấn Độ thì có đạo Bà La Môn là Ấn Độ giáo. Thì người ta sống bằng cái hình thức là không cần phải xuất gia. Tức là người ta vẫn là cái người tại gia, vẫn có vợ con, vẫn sinh hoạt, sinh sống bình thường như thế này. Nhưng mà người ta vẫn là những vị Bà La Môn, người ta vẫn học kinh Vệ Đà, người ta vẫn tụng các chú thuật, người ta vẫn làm chủ các nghi lễ, nhưng mà người ta không cần phải sống một cái đời xuất gia. Cho nên người ta vẫn là cái người đời bình thường. Cho nên khi mà Ấn Độ giành lại độc lập, tức là lấy lại được chủ quyền rồi, thì đạo Bà La Môn vẫn phục hưng lại được. Bởi vì đạo Bà La Môn không ai tiêu diệt được, bởi vì cái đạo đấy người ta đâu có đi xuất gia đâu. Người ta vẫn là người tại gia mà người ta vẫn là Bà La Môn, người ta chỉ cần còn lưu giữ lại được những cái bộ kinh đấy, là người ta phát triển cái tư tưởng đấy ra. Thì vậy cho nên là về sau này, nên là đạo Phật khi bị diệt rồi thì không phục hồi lại được nữa, mà đạo Bà La Môn thì lại phục hồi lại được. Và khi đạo Bà La Môn phục hồi lại được thì lúc đấy có các cái vị vua quan, các cái vị vua chúa mà lãnh đạo đất nước, những cái vị đấy đứng lên làm chủ đất nước, thì những cái vị đấy lại là những cái vị có cái truyền thống là theo đạo Bà La Môn. Thì lúc đấy người ta chỉ có duy trì lại đạo Bà La Môn mà người ta không có cái chủ trương là phục hồi lại đạo Phật nữa. Không có cái chủ trương là sẽ phục hồi lại đạo Phật, mà người ta chủ trương là chỉ có phục hồi lại đạo Bà La Môn thôi. Thì đạo Phật là một tôn giáo từ xưa đến nay, ngay cả từ thời Đức Phật cũng vậy. Cứ cái thời nào mà có các cái vị vua quan hay là những cái người có quyền lực ở trong cái đất nước đấy, mà người ta có cái tư tưởng là hộ trì, hộ pháp cho, thì đạo Phật mới hưng thịnh, đạo Phật mới phát triển. Còn nếu như mà người ta có cái tư tưởng vùi dập, không có ủng hộ, hoặc là người ta khuynh hướng là sẽ ủng hộ một cái đạo khác, một cái tôn giáo khác, thì đạo Phật sẽ bị suy tàn, không thể nào phát triển được. Thì như có những cái quốc gia khác cũng vậy, như là khi những cái lúc mà bên Ấn Độ gặp những cái nạn, những cái pháp nạn hay những cái chiến tranh đó, thì Phật giáo lúc đấy là chủ yếu là chạy sang Tích Na, cái đảo Tích Na bây giờ là Sri Lanka đó, và Phật giáo đã hưng thịnh mạnh mẽ ở cái nơi đấy từ rất sớm. Thì mỗi một khi ở bên Ấn Độ có những cái nạn, có những cái nổi loạn chiến tranh, thì là các vị sư trí thức đều chạy sang Tích Na đấy, rồi Tích Na này chạy sang Miến Điện, Thái Lan, rồi truyền bá đến các nước khác nữa như vậy. Nhưng mà ở Tích Na cũng nhiều lần bị xâm lược, cũng nhiều lần bị xâm lược, và cũng có nhiều lần đạo Phật cũng bị vùi dập tiêu diệt như vậy. Nhưng sau này khi mà cái đất nước đó được thống nhất lại, hòa bình trở lại và đánh đuổi được quân xâm lược đi, thì các cái vị vua đấy lại là những vị vua Phật tử, và các cái vị đấy người ta lại chủ trương khôi phục lại đạo Phật, lại mời các cái vị sư ở các cái quốc gia lân cận về và lại thiết lập lại đạo Phật, nên đạo Phật lại tiếp tục hưng thịnh. Vậy thì đạo Phật hưng thịnh là vẫn là phải do các cái vị vua chúa ở các cái đất nước đấy, mà người ta là những cái người Phật tử, mà người ta có cái tâm hộ pháp, người ta muốn cho giáo pháp hưng thịnh phát triển ở trên đất nước của mình, thì người ta sẽ chủ động, người ta sẽ mời các cái vị sư về hoằng pháp làm cho Phật giáo hưng thịnh. Còn những cái thời nào mà những cái người có chức quyền ở những cái quốc độ đấy, ở cái quốc gia, ở cái dân tộc đấy, người ta không ủng hộ cái tôn giáo này, người ta khuynh hướng người ta ủng hộ một tôn giáo khác, thì người ta dùng cái quyền lực của mình, người ta sẽ đè bẹp một cái tôn giáo mà người ta không ưa thích, thì cái tôn giáo đấy sẽ diệt vong. Thì ở Ấn Độ là thế. Từ cái thời đấy cho đến bây giờ, hầu như là các cái vị lãnh đạo các cái đất nước ấy, người ta toàn có cái khuynh hướng về cái đạo Bà La Môn giáo, và chưa có cái vị nào mà người ta có cái khuynh hướng là muốn khôi phục lại đạo Phật. Cũng vì cái lý do đấy, vì cái nguyên nhân đấy, cho nên đạo Phật khi mà đã bị suy tàn, đã bị diệt vong mà lại không khôi phục lại được ở bên Ấn Độ. Còn ở nhiều các cái quốc gia khác, đạo Phật truyền bá đi khắp nơi khác, thì cũng có những cái nơi mà khi mà có chiến tranh loạn lạc thì tôn giáo bị suy tàn, nhưng mà khi hòa bình lập lại thì vẫn phục hưng lại được. Nhưng mà cũng có một số ở một số quốc gia thì không phục hưng lại được nữa.
Đấy thì cái sự thịnh suy của một cái đạo giáo, của một tôn giáo giống như đạo Phật chẳng hạn, thì nó cũng còn phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân, cả về cái nội bộ bên trong và cả về cái sự ngoại hộ, tức cái sự hộ trì của bên ngoài nữa, thì mới có thể làm cho đạo Phật tồn tại được. Nên là đạo Phật sinh ra ở Ấn Độ, từ Ấn Độ lan truyền đi đến các nước khác khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà đến bây giờ ở đạo Phật ở Ấn Độ hầu như là không có, hay là có thì cũng rất là ít ỏi, rất là mơ hồ và rất là yếu ớt, không không đáng kể gì. Chính là vì đạo Phật bây giờ ở bên đấy người ta không có cái khuynh hướng để khôi phục lại đạo Phật, cho nên là đạo Phật ở bên đó coi như là không có vậy. Dạ, thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, sư cho con hỏi về giới không ăn phi thời. Nếu buổi tối không được ăn thì có thể được uống sữa bò hay sữa làm từ gạo hay các loại hạt được không ạ? Nếu như mà giữ đúng cái giới không ăn phi thời thì cũng không được uống sữa bò, cũng không được uống sữa gạo và làm từ hạt. Thì các cái sữa đấy đều không được dùng, chỉ được phép dùng năm thứ nước, đó là nước ép trái cây. Có thể ép những cái trái cây bình thường đó, để ép mà bạn phải lọc hết xác đi thì uống cái nước trong suốt ấy thì được. Uống nước trái cây là một, nước đường là hai, nước mật ong được uống, bơ lọc, dầu mè, đấy là năm cái thứ mình được dùng thôi. Đấy là theo đúng như trong luật quy định là thế, được dùng mỗi năm thứ đấy thôi: dầu mè, bơ lọc, mật ong, nước ép trái cây, và phải lọc kỹ, chứ không uống sữa và các cái sữa của các cái hạt ngũ cốc đều không được dùng. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con thưa sư, nếu một người hành giả thọ bát quan trai giới nhưng bị bệnh bắt buộc phải uống thuốc sau khi ăn tối. Nếu không ăn tối mà uống thuốc thì sẽ ảnh hưởng nặng đến sức khỏe ạ. Vậy người đó phải làm như thế nào mà vẫn giữ được giới không ăn phi thời ạ? Không ăn thì đấy mình sẽ dùng những thứ mà được phép dùng đó, những cái thứ được phép dùng, như là không có ăn vào những cái mà được phép ăn, nhưng mà mình có thể uống, như là uống nước đường hoặc là uống nước trái cây hoặc là uống dầu mè bơ lỏng xong rồi mình uống thuốc, thì cái đấy nó cũng là một cái cách để mình tránh không bị phạm giới. Thì dùng những cái thứ mà được dùng đấy, như phấn hoa mật ong, hay là những cái, tất nhiên là về có một số những cái nó thuộc về nó thuộc về thuốc mà nó không thuộc về thực phẩm, mà nó vừa là thực phẩm nhưng nó vừa là thuốc. Khi mình dùng nó để làm thuốc thì nó là thuốc, như là bột sắn dây. Khi là bột sắn dây mình dùng nó để nấu ăn thì nó là vật thực, là thức ăn. Nhưng mà đôi khi người ta dùng nó để làm thuốc chữa bệnh thì nó lại là thuốc. Thì có những cái đồ đó thì mình lại được dùng để làm thuốc, để mình sử dụng nó xong rồi mình mới uống thuốc thì lại sẽ không phạm giới. Tức là mình biết cách dùng những cái thực phẩm, những cái vật thực mà vừa là vật thực nhưng mà lại vừa là thuốc. Rồi mình tác ý là mình dùng cái vật thực đó là để chữa bệnh thì nó là thuốc chứ nó không phải là vật thực nữa, thì lại được dùng. Thì đấy là một số những cái vật thực nó thuộc về dạng thuốc. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Kim Cương Tử ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi khi ngồi thiền bị mất hơi thở, không còn nghe âm thanh bên ngoài, con chỉ thấy biết bên trong, con ngồi như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi cái tâm bị ức chế quá, bị căng thẳng quá thì nó mới dẫn đến cái trạng thái là bị mất hơi thở và giống như là mình không thấy cảnh bên ngoài chỉ thấy cảnh bên trong ấy.
Cũng cái tâm như vậy cũng không không tốt nhé, do mình căng thẳng quá hoặc là do tâm nó chìm vào cái một cái trạng thái nào đó, vô thức nào đó mà mình không biết. Nhờ làm hành như vậy lại cũng không đúng đâu, phải là hành sai rồi. Mà trong lúc hành là tâm nó phải có cái sự chú tâm vừa phải, rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, để nó luôn luôn thấy hơi thở vào và thấy hơi thở ra, luôn luôn tỉnh giác và luôn luôn chánh niệm thấy cái hơi thở như vậy, chứ không bao giờ mất hơi thở được. Thì trừ khi một người vào đến tứ thiền mới mất hơi thở, mà vào đến tứ thiền thì đâu phải dễ đâu. Tâm nó vẫn tỉnh giác, nó vẫn chánh niệm, nó vẫn nhận biết một đối tượng, đó là cái tự tướng, là cái quang tướng đấy. Và cái tâm lúc đấy nó lại càng rất là tỉnh táo sáng suốt mà không có một chút gián đoạn nào. Còn ở bình thường mình đang quan sát hơi thở thì chưa vào được định, tức là lúc ấy chưa đạt được định mà còn là đang phát triển chánh niệm, những cái sự nhận biết hơi thở thôi, thì không có cái chuyện mà nó mất hơi thở được. Mất hơi thở là do mình dụng tâm nó không được được đều đặn, nó không được quân bình, nó không cân đối, nó mạnh quá hoặc yếu quá, cho nên là nó bị phân tâm, nó tán tâm, nó nên là mình không thấy thôi. Thì giờ cái sự chú tâm nó phải nhẹ nhàng, tự nhiên, nó vừa phải, đừng quá căng thẳng, đừng quá ức chế, để nó có được cái sự thảnh thơi tự tại và nó vẫn thấy được hơi thở một cách tự nhiên ấy, thì nó không rơi vào cái trạng thái đấy nữa, thì mới có thể tiến xa được. Còn mình cứ để nó rơi vào trạng thái đấy, mình sẽ không tiến bộ được, không đạt được cái gì cả. Nên là cần phải thấy hơi thở, cần phải điều chỉnh lại cái mức độ chú tâm, để đừng cho nó căng quá, đừng cho nó yếu quá, để nó luôn luôn thấy hơi thở vào ra một cách tự nhiên, thì dần dần chánh niệm ấy nó mạnh lên thì mình mới đạt định được. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vũ Văn Quyết có gửi qua YouTube ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư có thể cho con nghe đôi chút về sự xuất gia của sư không ạ? Con xin xin sư ạ. Về cái gì? Sự xuất gia của sư ạ. Về sự xuất gia của sư á, cái này nên hỏi riêng thì tốt hơn, chứ nói cái này chung chung trước đại chúng thì nó không hay. Lúc nào đến gặp sư ấy, hỏi riêng sư thì sư sẽ nói cho. Thì cái này nó mang cái tính riêng tư quá, riêng tư thì nên hỏi riêng ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Phật tử ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi ai là người sáng lập ra thiền và thần thông ạ? Và tại sao lúc trái đất sắp hủy hoại thì lại được các vị chư thiên nhắc nhở tu tập? Và lúc đó con người ở nhân gian không có giáo pháp, vậy tại sao họ lại biết những đề mục tu tập, ai dạy họ pháp thiền và những đề mục thiền để họ tu tập mà sanh lên phạm thiên giới ạ? Cái đoạn đầu ai là người tạo ra cái gì? Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi ai là người sáng lập ra thiền và thần thông ạ? À, ai là người sáng lập ra các cái pháp thiền và các cái pháp thần thông? À, các cái pháp thiền và pháp thần thông đúng là trong khi mà Đức Phật chưa ra đời đã có các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ người ta hành thiền và người ta cũng có thần thông. Thì cái người sáng lập ra ở đây không phải là có con người sáng lập ra, mà có như ví dụ như con người mình ở cái cõi thế gian này, là khi mà cái trái đất này bắt đầu hình thành rồi hủy hoại rồi lại hình thành ấy, trong cái lúc mới hình thành thì tất cả những cái con người ở thế gian này đều sinh về từ cái cõi Phạm Thiên, chủ yếu là như là các cõi Quang Âm Thiên hay là một cái cõi ở cái cõi Phạm Thiên nào đấy, thì do hết tuổi thọ ở cái cõi đấy cho nên là hóa sinh trở lại cái cõi nhân gian này. Có nhân gian này lúc đầu thì chúng sinh đấy là những cái chúng sinh hóa sinh, sống bằng ý thức, nuôi sống bằng ý thức, tức là chưa cần ăn uống gì cả. Sau đó thì mới thấy cái sắc đẹp của đất, thấy cái mùi vị của đất thơm ngon, nếm thử vào một cái thì cái thần thông, đó, những cái hào quang nó biến mất, trở ra cái thân xác khô cùa của cái con người này. Sau đó càng ăn vào thì bắt đầu nó càng sinh ra, những cái thân thể bắt đầu càng sinh ra cái sự béo mập khác nhau, tốt xấu khác nhau, rồi phiền não kiêu mạn sinh ra. Thì lúc đấy thì những cái vị của đất thì nó mất đi, rồi các cây neo này, cái nấm nhức nó mọc lên, rồi cứ phiền não sinh ra là nó lại mất đi, rồi bắt đầu mọc lúa nước lên mới ăn vào, rồi dần dần mới sinh ra các cái bộ phận tiêu hóa này. Thì đấy là cái quá trình
thành trụ, cái quá trình hình thành và tan hoại của cái thế gian, là cái kiếp mà thế gian này vào hoại diệt và lại tiếp tục hình thành trở lại như thế. Thì những cái chúng sinh ở trong 31 cõi thì riêng có các cái cõi Phạm Thiên thì người ta không bị hoại diệt, từ cái cõi Phạm Thiên tứ thiền mà đi, người ta không có bị hoại diệt. Và lúc nào các cái vị Phạm Thiên tứ thiền thì lúc nào người ta cũng an trú trong các tầng thiền hết. Ở trên thế gian cũng vậy, khi thỉnh thoảng có những cái vị được đầu thai tái sinh từ cõi Phạm Thiên trở về cái cõi nhân gian này, thì những cái vị mà ở cõi Phạm Thiên về cõi nhân gian này, người ta sống ở cõi Phạm Thiên rất là lâu rồi, cho nên khi về cõi nhân gian thì người ta khác hẳn một cái, đó là người ta cái tâm tham dục người ta rất là yếu, rất là ít, và người ta rất là cảm thấy rất là nhàm chán đối với lại những cảnh tham dục bon chen hơn thua được mất khen chê ở đời, mà người ta rất là thích sống an tịnh. Chính vì vậy nên là có nhiều người người ta không thích sống cái cuộc sống xô bồ thế gian, mặc dù người ta không nhớ mình là ở Phạm Thiên sinh về, nhưng mà người ta rất là thích sống độc cư. Về cái cõi Phạm Thiên người ta sống độc cư suốt nhiều trăm ngàn đại kiếp rồi, cho nên là về đây giờ người ta thích từ bỏ cái đời sống nhân gian, người ta đi vào rừng, người ta sống độc cư. Có thể là người ta nhìn vào một cái tướng nào đấy, có thể là người ta nhìn vào một cái mặt nước mà người ta cũng đắc định, rồi người ta trú ở trong đấy, người ta đắc vào các tầng thiền và người ta thành tựu được thần thông. Có thể người ta nhìn vào cái tướng đất, người ta cũng sẽ đắc định. Có thể người ta nhìn vào cái nửa, ngọn nửa, người ta cũng đắc định. Có thể người ta nhìn vào gió, hoặc là người ta hướng vào hơi thở, hay hướng vào bất cứ một cái gì đó, người ta cũng dễ dàng đắc định. Thế là những vị người ta đã sống ở cõi Phạm Thiên về, người ta chỉ ngồi thiền một xíu à, là người ta đắc định liền. Người ta tu tập một thời gian rất là ngắn là người ta sẽ thành tựu được các cái thắng trí, các năng lực thần thông. Cho nên là các cái vị đấy người ta không sống ở thế gian, mà người ta sống sâu ở trong rừng để người ta giữ cái pháp thiền đó. Rồi đến lúc chết người ta lại sinh về Phạm Thiên trở lại. Cho nên những cái vị đấy được gọi là các vị ẩn sĩ. Thì thời mà chưa có giáo pháp của Đức Phật vẫn có rất nhiều các vị ẩn sĩ đấy. Nên là ở trong cái núi Tuyết Sơn là cái núi mà có vô số những cái vị ẩn sĩ. Trong suốt cái thời gian mà không có giáo pháp của Đức Phật vẫn có rất nhiều các vị đấy tu tập và vẫn chứng đắc các cái tầng thiền được là vậy. Những cái người mà chứng đắc các cái tầng thiền đó chính là các cái vị ẩn sĩ, mà các vị ẩn sĩ đó đa số là các vị đó có những vị thì có người dạy, người truyền cho, nhưng mà có những vị không cần ai dạy, có những vị người ta tự tự tập cho, người ta tự ngồi tư duy, hướng chú tâm vào một cái cảnh gì đó, người ta thấy một cái bông hoa nó có cái màu xanh, người ta chú vào đấy, người ta cũng chứng được thiền. Người ta có màu đỏ, người ta chú vào đấy, nhìn cái bông hoa màu vàng, người ta chú vào cái màu vàng đấy, là người ta cũng đắc thiền rồi. Rồi người ta chú vào đấy, rồi người ta phát triển được tâm thiền sắc giới, vô sắc giới, rồi người ta phát triển được các cái thắng trí, năng lực thần thông được. Rồi cũng có những cái người đến để học những cái pháp đấy từ các cái vị ẩn sĩ đó, tức là có những người có người dạy, có người chẳng cần ai dạy, còn theo cái ba la mật của mỗi người như vậy. Nên là có những cái vị ẩn sĩ ở trong thế gian. Cho nên là đấy không phải là cái ai là cái người sáng tạo ra thiền hay thần thông gì cả, mà vì có rất là nhiều người người ta tự động nhớ lại được những cái pháp môn tu tập ở những cái kiếp trước, cho nên là người ta vẫn tu tập. Thì hầu hết mọi người trên thế gian đều có cái kinh nghiệm về thiền định và thần thông này, nhưng mà có những người thì cái tâm thanh tịnh còn mạnh cho nên là tập lại được, còn có những người ô nhiễm mạnh quá nên mình quên thôi. Chứ còn ai cũng đã từng trải qua cái sự thực hành thiền định này rồi, và đã từng sinh về cõi Phạm Thiên cả rồi. Thế qua là mình luân hồi sinh tử mình đã quên mất đi. Bây giờ cái ô nhiễm nó mạnh quá nên là mình gột rửa nó lâu thôi. Còn ai mình cũng đã từng trải nghiệm qua những trạng thái đấy hết rồi. Còn đến cái thời kỳ hoại kiếp, cách 100.000 năm là đã có những cái vị ở cõi Tịnh Cư Thiên, đó là các cái vị thánh nhân A-la-hán và Bất Na. Ở cõi Tịnh Cư Thiên sẽ đi thông báo với các vị ở cõi Chư Thiên là 100.000 năm nữa là sẽ đến cái thời kỳ hoại kiếp, nên các vị hãy tu tập để mà sinh về cõi Phạm Thiên. Thì những cái cõi Chư Thiên này cũng sẽ hoại diệt hết. Thì các vị có nhiều vị Chư Thiên ở sẽ xuống cõi nhân gian, người ta sẽ biến thành những cái người này người kia đó, người ta cũng đi rao giảng ở trong nhân gian, biến thành những cái vị mà được thế gian tôn kính. Ví dụ như là người ta sẽ
hiện thân thành những cái vị đạo sĩ, những cái vị bà la môn hay những cái vị giáo sĩ, những cái người mà được cả thế gian tin tưởng kính trọng, những cái bậc thầy của nhân gian đó, người ta sẽ hiện thân ở đó và người ta luôn luôn thông báo như vậy, cảnh báo cho thế gian biết khoảng 100.000 năm nữa là đến ngoài thời hoại kiếp. Thì lúc đấy cái sự kinh cảm nó khởi lên trong nhân gian, sẽ tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy của vị đó và sẽ bắt đầu nỗ lực tu tập. Và cũng ở cái thời kỳ mà sắp đến thời hoại kiếp đấy, thì những cái tai ương, tai nạn nó khởi lên liên tục, tức là thời tiết nó trở nên bất thường ấy. Lúc thì khô hạn này, không có mưa, lúc thì mưa quá nhiều, không có nắng, làm cho cái mùa mà mất mát, làm cho cái nạn đói này, nạn thiên tai sinh ra, sự chết chóc dịch bệnh rất là nhiều vô số, và người ta cũng rất là kinh cảm và sợ hãi về điều đấy. Cho nên là lúc đấy ở thế gian để mà tu chứng được thiền cũng rất là khó. Và lúc đầu thì còn có may có người tu được, nhưng về sau này thì đầu thì mọi người hầu như đều phải sống với nhau với cái tâm tử tế với nhau, người ta sống hòa hợp với nhau, không đấu tranh, và người ta hỗ trì lẫn nhau với cái tâm tốt, rồi người ta sinh về cõi chư thiên. Hầu như là nhân loại như thế, lúc đấy là sinh về cõi chư thiên, rồi ở cái cõi chư thiên đấy mới có được ăn những cái thức ăn ngon lành, rồi mới có cái thời gian để hành thiền. Thì ở cõi chư thiên sẽ có những vị có kinh nghiệm hướng dẫn cho mọi người hành thiền, rồi là mọi người mới sinh về cái cõi phạm thiên. Thì hầu như là ở cái thời kỳ hoại kiếp là thế, ở những cái cõi thấp này thì chủ yếu là sinh về cõi chư thiên, rồi từ cõi chư thiên đấy mới tu tập chứng đắc các tầng thiền lại sinh về phạm thiên. Cho nên là khi cái hoại kiếp sinh lên là tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục ngã quỷ súc sinh, cõi nhân gian đều sinh về cõi chư thiên, rồi từ cõi chư thiên đấy mới đắc thiền và sinh về cái cõi phạm thiên. Rồi sau đó thì lại cũng từ cái cõi phạm thiên lại sinh xuống cái cõi nhân gian này. Thì nó cứ luân hồi, cứ hết kiếp này sang kiếp kia là như vậy. Dạ, con bạch sư ạ. Hiện nay còn một số câu hỏi nữa con xin phép để buổi tiếp theo ạ. Người hồi hướng. Idame bunyam Idame bunyam Asawakajam Asawakajam Vahamotu Vahamotu Idame bunyam Idame bunyam Nibbanasa Nibbanasa Pachajo Pachajo Hotu Hotu Mama bunyabhagam Mama bunyabhagam Sabasabthanam Sabasabhanam Vachemi Vachemi Tesabe Vedabe Medamam Medamam Bunyabhagam Bunyabhagam Nabandu Nabandu Sadhu Sadhu Sadhu, Sadhu.